中国菜呢。Lesson 13. He is learning to cook Chinese food. 一，听力。One, listening. 第一部分。Part one. 第一到五题，听词或短语，判断对错。Questions 1 to 5. Listen to.Nhầm băng. Lát nữa mình nghe phần này. Đi 13 课. Ta zài xue zuo Zhongguo cài nè. Lesson 13. He is learning to cook Chinese food. 课文一. Text 1. 喂，你在做什么呢？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。New words. 为也学习学 Proper noun. 大卫好，打电话，搞电话，打电话。喂，你在做什么呢 ？Hello， 晚上làm gì vậy？ 你tại tối thật mani？ 我在看书呢。tôi đang đọc sách đó。ngã tại khán thư ni。Tao vậy giờ trai khán số mà。David cũng đang đọc sách có phải không？ đại vệ David， đại vệ giã tại khán thư mà。他没看书，他在学做中国菜呢。Anh ấy không phải là đang đọc sách, anh ấy đang học làm món ăn Trung Quốc. Tha một khán thư, tha tại học tố Trung Quốc Thái Ni. Khờ vấn 2 Text 2 Zuo tiên sang wu, ni zai zuo shenme ne? Wo zai shui jiao ne, ni ne? Wo zai jia kan dian shi ne. Ni xi huan kan dian shi ma?我不喜欢看电视，我喜欢看电影。New words. 上午。睡觉。睡觉。电视。电视。喜欢。喜欢。昨天上午你在做什么呢？ Buổi sáng ngày hôm qua thì bạn đang làm gì vậy?tác thiên thượng ngọ nhĩ tại tố thập mani của trai suy trèo nợ nỉ nơ tôi đang ngủ còn bạn thì sao ngã tại thụy giác ni nhĩ ni của trai cha khan ten sử nợ nỉ sĩ khoan khan ten sử mà tôi ở nhà xem tivi thế bạn có thích xem tivi không ngã tại gia khán điện thị ni nhĩ hỉ hoan khán điện thị mà của pu sĩ khoan khan ten sử của sĩ khoan khan ten nhỉ tôi không thích xem tivi tôi thích xem phimngã bất hỉ hoan khán điện thị, ngã hỉ hoan khán điện ảnh. Ấn, san. Text 3. 8230 4155. 这是李老师的电话吗？不是，他的电话是8230 4156. 好，我现在给他打电话。他在工作呢。你下午打吧。New words. 给打电话八。在学校办公室 ở trong văn phòng của trường, tại học hiệu bán công thất. 8230 4155, 这是李老师的电话吗？8230411155 là số điện thoại của cô Lý có phải không? Bát nhị tam linh tứ nhất ngũ ngũ giá thị Lý lão sư đích điện thoại mà. Bù sư, ta tờ tên khoa sư 8230411. Không phải, số điện thoại của cô ấy là 8230411156. Bất thị, ta đích điện thoại thị bát nhị tam linh tứ nhất ngũ lục
好，我现在给他打电话。Được, tôi bây giờ gọi điện cho cô ấy. Họ ngã hiện tại, cấp tha đã điện thoại. Tha chạy cung chua nữa, nỉ xa ú tả vào. Cô ấy đang đi làm, bạn buổi chiều gọi đi. Tha tại công tác ni, nhĩ hạ ngọ, đả bà. Thản sứ, wei, từ cảm thán wei. Cái mẫu rấn tả tên hoa, khô trở chia thiên bìa rấn. Tên hoa, khai thấu sứ. Từ tráng dung ý, lý rú. Đây là từ thường được dùng để mở đầu khi gọi điện thoại hay trả lời điện thoại. Ví dụ, đó, bạn Lan đọc phần này luôn nào. Đọc dịch nữa. Y, với Lý lão sư, cha cha ma. Alo, cô giáo Lý có ở nhà không? Tha, bú cha cha, truy xuế xeo lơ. Xuế xeo lơ. À, cô Lý không ở nhà, cô Lý đi trường rồi. Ờ, à, với nỉ sư trang xiao xiao chia ma. Alo, à, bạn có phải là cô Trang không? Trương không? Trương, Trương. Trương ạ? Hỏi Trương. Bạn có phải là cô Trương, cậu hay cô không? Cháu chỉ là cô Trương. Cô. Bạn có phải là cô Trương không? Tôi, Nín Sư, đúng là tôi. San, quấy, nỉ chai chua sở mơ nơ. Alo, bạn đang làm gì vậy? Của chai khan su nơ. Tôi đang xem cuốn sách. Chai sở mơ nơ, kể sự tung chua, chân chai chỉ xíu. Chai và nơ biểu thị hành động đang diễn ra. Tung sứ chén biên cha sang phụ sứ chai cô trở chú mùa dùng ủy chi chủ sứ nơ biểu sư tung chua chơi nhạc chỉnh xíng như rú. Cái câu phó từ chai kết hợp với động từ kết hợp với trợ từ ngữ khí nơ để diễn tả hành động đang diễn ra. Ví dụ anh Khoa đọc phần này. Vâng. 我在睡觉了, tôi đang ngủ. Lǐ zài zuò shěn me le, bạn đang làm gì vậy? Xiǎo wǎng zài xuě xí khan wěi, cô Vương đang học tập tiếng Hán. À, Hán học. 没有加动词或者动词词主表示否定，句尾不能用呢。例如，加否定的没有， hoặc là mấy yếu chạy kết hợp với cả động từ không dùng nơ. Ví dụ, anh Khoa đọc tiếp ạ. Dạ vâng. Của mấy chai khan tiên sư, tôi không xem TV. Tha mân mấy chai cung chua, bọn họ thì không làm việc. Tha mấy khan su, anh ấy thì không đọc sách. Điện thoại không mà tôi biểu tả cách đọc số điện thoại. Số điện thoại như là mã số nên ta lưu ý đọc từng con số 1, số 1 đọc là yao. Điện thoại không mà tôi tú phả yu y ban su chữ tôi tú phả yếu số bù thống. 电话号码是一位一位的读，号码中的数字一要读成幺，例如 cái đọc số điện thoại khác đọc các số thông thường. Khi đọc số điện thoại thì ta phải đọc từng chữ số, trong đó số 1 trong số điện thoại thì đọc là yao. Ví dụ, đọc phần này nào. Đạt nào. Đọc cái ba cái số, cái ba cái dòng số điện thoại đúng không thầy? Đúng rồi. Một, ba, lính, leo, chảo, sư, chi, ba, 8069478. Giao, san, ba, ủ, giao, ba, chảo, chi, leo, a, san, 1385189723. Ba, a, san, lính, sư,
giao ủ leo 8 2 3 0 4 1 5 6. Ủy chi trụ sứ ba, cho tới ngữ ký ba. Ủy chi trụ sứ ba, hướng dạy chí sử, chú mô ủy, biểu sư chen lý, hoặc trở minh lĩnh, biểu rấn, sử ủy chi, nản hờ, lý rú, cho tới ngữ ký ba, được dùng ở cuối câu. Câu khiến để diễn tả lời đề nghị hay mệnh lệnh làm cho câu nhẹ nhàng hơn. Ví dụ, Lan nào. Y, chưa mấy hiểu rấn, chỉnh chua ba. Đây không có người mời ngồi xuống. Chia chia, cảm ơn. Xin theo nùa mân chai chia chư phan pa. Hôm nay chúng tôi ở nhà ăn cơm. Hảo, tốt. San, của xen chai cẩy tha tả tiên khoa. Tôi bây giờ lấy điện thoại gọi cho cô ấy. Tha chai cung chua nơ, nỉ xeo tả nơ. Cô ấy đang đi làm, bạn có thể gọi tả pa. Cô đang đi làm, bạn có thể gọi vào buổi chiều được không? Căn cứ câu hỏi nội dung, hồi đáp vấn đề. Đọc dịch phần này anh Khoa. Y. Y. Tao ơi, chai chua sấn mơ lơ. David đang làm gì thế? A. Chúa Thiên sang ngủ. Tha chai Khan Suma. Sáng ngày hôm qua, anh ấy đọc có đọc sách không? San tha mân tâu sĩ khoan khan tiên sư ma, bọn họ thì cũng thích xem tivi phải không? Sư lý lão sư tơ tiên khoa khao mã sư tua sao. Số điện thoại của cô giáo lý là số bao nhiêu? Ủ lý lão sư chai chua sấn mơ lơ, cô giáo lý đang làm gì thế? Âm điệu từ ngữ của âm điệu đa phê, 2, 2 âm điệu kết đầu. Tone collocation in trisyllabic words, 2. Words starting with a second tone syllable. 研究生，弹钢琴，图书馆，维生素，银行家，韩国人，韩国语，人民币，游泳衣。游泳池，游泳馆，牛仔裤，魔术师，服务员，博物馆，明信片。来。来到的。昨天呢，就昨天呢。汪汪。昨天下午五点，你在做什么呢？buổi chiều ngày hôm à năm giờ chiều ngày hôm qua, bạn đang làm gì? 昨天下午五点，我在学习了。năm giờ chiều ngày hôm qua, tôi đang học bài học tập. Chư Phan là ăn cơm, mải tung sư, tung si, tung si là mua đồ, khan tiên sư là xem tivi, tả tiên khoa là gọi điện thoại, suy treo là ngủ. Thế là. Lesson 13. He is learning to cook Chinese food. 一, 听力. 1. Listening. 第一部分. Part 1. 第一到五题. 听词或短语, 判断对错. Questions 1 to 5.
Listen to the words or phrases and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 例如, Example 很高兴 Very happy 看电影 To see a movie. E. 睡觉。Nào đâu? Thầy có thể chỉ em cách trình bày cái bài này được không? Em đọc lại và dịch tôi. Em đọc này. Y, suy chào là đi ngủ. Ta ăn sứ. Tây là sứ chua. Thì em nói là đúng như thế này. Vâng, em nói. Suy chào. Suy chào. Suy chào. Sư an sư tuệ. Ta an sư. À, ta an sư. Ta an sư tuệ. Lâu không làm quên rồi. Chứ phạm. Không, em chưa làm bao giờ. Em chưa được kiểu phát biểu này. Chứ phạm. Chứ phạm. Chứ phạm. Chứ em học lúc nào? Em đọc đi. Chư Phan là ăn cơm, là sư an stu sai là ăn, ta ăn sư chua, chua ăn chua, ta ăn sư chua, cà u a o, cà u o chua. San, cháu không cháu nhớ cách viết nhưng mà cháu chỉ không ấy. Khan điện sư. San. Khan điện sư. San. San. Khan điện sư là ta ăn sư. Sư. Chúng ta là xem TV. Tả an sư chua. 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 Công chua. Công chua. Công chua. Nói đạt. Chư công chua là làm việc. Là tả an sư tuệ. Tuệ đâu? Tuệ. Ừ. Đó. Ủ, 下雨. 下雨. Ủ, 下雨 là trời mưa. Là tả an sư. Đi二部分. Chua. Part 2. Nà, bác Khoa làm phần này. Đi6到10题. Vâng. Thính đối hoa. Xuyển dỡ与对话内容一致的图片. Questions 6 to 10. Listen to the dialogues and choose the right picture for each dialogue you hear. 例如 Example 你好 How do you do? 你好 很高兴认识你 How do you do? Nice to meet you. Cách bác làm nhé. Cách bác làm. Thì em làm à. Liệu, 你昨天上午9点在做什么呢? 我在睡觉呢. Liệu, 你昨天上午9点在做什么呢? 我在睡觉呢. Liệu, 你昨天上午 Nǐ zuò tiān shàng wǔ jiǔ diǎn, zài zuò shénme le? 9 giờ sáng hôm qua bạn làm gì? Wǒ zài shuì jiào le. Tôi ngủ. Đáp sư B. Đó, đạt hiểu cách chưa đạt đâu. 7. Em hiểu rồi ạ. Xiǎo māo zài nǎ? Xiǎo māo zài yǐzi shàngmiàn. 七, 小猫在哪儿? 小猫在椅子上面. G, 小猫在哪儿?
Con mèo thì ở đâu? Xẻo mau trai ỉ chư sang miền. Sang miền. Con mèo sang miền. Ba. Con mèo thì ở trên ghế. Tám sư thầy. Nhi xỉ hoàn mà? Hẳn xỉ hoàn. Wo zai xue xí zuo Trung Quốc cài. Ba. Nhi xỉ hoàn zuo fàn mà? Hẳn xỉ hoàn. 我在学习做中国菜。爸，你喜欢做饭吗？ tức là bạn có thích nấu ăn không？ 九。很喜欢。我在学习做中国菜。中国菜。中国菜。tôi rất thích， rất là thích。Tôi đang học nấu món ăn Trung Quốc. Tán sư đi. 你在做什么呢？我和朋友在家看电视呢。九。你在做什么呢？我和朋友在家看电视呢。九。你在chua sấn mơ lơ là lỉ chai chua sấn mơ lơ bạn đang làm gì ủa khứa bấn yêu chai cha khan ten sư lơ tôi và người bạn đang ở nhà xem tivi tám sư ép uê Xiao Ming zài ma ta zài đà điện hoa nè 你是谁？十。喂，小明在吗？他在打电话呢。你是谁？十。喂喂，小明在吗？Alo, Tiểu Minh có ở đó không? Tha trai tả tiên khoa lơ.Lỉ sấy Lỉ sư sấy Anh ấy đang gọi điện thoại Bạn là ai thế Bạn là ai vậy Tán sư y Lan nào Đi san bộ phận Part 3 Đi 11 到 15 thí听句子，回答问题。Questions 11 to 15. Listen to the sentences and answer the questions. 例如 Example 下午我去商店，我想买一些水果。I'm going to the store this afternoon. I want to buy some fruit. 他下午去哪里？Where is she going this afternoon? 十一，下午我和朋友在家里喝茶。我和朋友在哪儿喝茶？十一。下午我和朋友在家里喝茶。我和朋友在哪儿喝茶？十一，下午我和朋友在朋友在家里喝茶。Tôi uống trà với bạn bè ở nhà vào buổi chiều. 我和朋友在哪儿喝茶？ Tôi uống trà với bạn bè ở đâu? 十一，答案是 B。B là gì đọc luôn? Jelly. Jelly. Ở nhà. Hôm nay thiên khí không tốt. Chúng ta ở nhà ăn cơm. Hôm nay thiên khí thế nào? 12. 12. Hôm nay thiên khí không tốt. Chúng ta ở nhà ăn cơm. Hôm nay thiên khí thế nào?
Jin tian tian chi bu khao, woman chai chia chu fan. Hôm nay thời tiết không tốt, chúng ta ở nhà ăn cơm. Jin tian tian chi chen mo yang. Hôm nay thời tiết như thế nào? Shi er, da an si si. Bu khao. 8830-2755 是张老师的电话。张老师的电话是多少？13。8830-2755是张老师的电话。张老师的电话是多少？13。8830-2755是张老师打电话。8830-2755là số điện thoại của giáo viên Trương phải không? Không, của đây là đây không phải là khỏi, không phải hỏi. Là luôn. Của giáo viên Trương. Là luôn đấy. Trang lão sư, tơ tên khoa sư tua sảo, số điện thoại giáo viên Trương là gì? Sư Sam. Đã sư si. Tua sảo. 8830-2755. 我没看电视，我在学习呢。他在做什么呢？14。我没看电视，我在学习呢。他在做什么呢？14。我没看电视，我在学习呢。Tôi không xem TV, tôi đang học. 他在做什么呢？ Cô ấy, anh ấy đang làm gì?十四，答案是 C。学习好。15。他没在打电话，他在睡觉呢。他在做什么呢？15。他没在打电话，他在睡觉呢。他在做什么呢？15。他没在打电话。他在睡觉呢，cô ấy không nghe điện thoại, cô ấy đang ngủ. 他在做什么？什么？ Cô ấy đang làm gì? 15, ta ăn sư bi. 睡觉ngủ. 很好。OK, làm sao? 16呢? 16, 水, là nước. 是安是答案。答案是什么？什么？答案是做。还是做做什么？是做对做做啊，食器菜了肉骨瓜呀，这个案，这个案了，等一下再走。答案是错，答案是错，对对啊，对对，答案对，对对，18，学校了就学校，那不叫学校。学校的答案是对。十九家了呢是答案是做。20电脑了没停答案是对。对好。那接分接了。没把应该换了。Vâng, câu 21 là A sư y, Jin tian wo men truy lả chư phan, tức là hôm nay thì chúng tôi đi ăn cơm ở đâu, chúng ta đi ăn cơm ở đâu, đấy, ta an sư đi, tức là chai cha chư pa, tức là ở nhà ăn cơm ở nhà.Câu số 22 là A sứ A. Chúa Thiên xe ủ lỉ chai cha chua sấn mơ lơ. Tức là buổi chiều ngày hôm qua thì bạn ở nhà làm gì? Tán sư bi. Tức là ủa khứa bắn yêu chai khan su lơ. Tôi và bạn bè thì xem, tức là đọc sách.Câu số 23 là A sứ san, lý sĩ khoan, khơ chá ma. Bạn có thích uống
Chà không. Tá sư y, tức là ủa xỉ khoan, khưa xoải, tôi thích uống nước. Câu 24, a sư sư, chín thiên thiên chi chẩn mây giang, tức là hôm nay thì thời tiết như thế nào. Tá sư ây, tức là trai xia ủy lơ, tức là trời thì đang có mưa. Câu số 25, a sứ ủ nỉ nỉ trai khan tiên sư ma, tức là bạn đang xem tivi phải không. Tán sư si, tức là ủa mấy khan tiên sư ủa trai xuế xí, tôi không xem tivi, tôi đang học. Tan là 26. 26. Của trai tả điện khoa nơ. Tôi đang nghe điện thoại. Tả an sư A. Gọi. Tả điện khoa là gọi. Tôi đang gọi điện thoại. Tả an sư A. 27. Ba ba. Mấy khan điện sư. Tha trai cung chua nơ. Bố không xem tivi. Bố đang làm việc. Tả an sư C. 28. Của cha tơ cháu cậu trai chư phan nơ, con chó của tôi đang ở nhà ăn cơm. Tạ ơ sứ ba tạ an sư bi ơ sứ chiểu. Làm gì có chữ nhà đâu nhỉ? Làm gì có chữ nhà? À ủa cha. Con chó của tôi chiểu. Đang ở nhà. Cái này có khi phải dịch là con chó của nhà tôi chứ đúng không? Con chó của nhà tôi đang ăn cơm. Đấy. Bạn nói là con chó của nhà ấy. 29, Trung Quốc trai khẩn khảo chữ, của mân chua, Trung Quốc trai, Trung Quốc trai ba, món ăn Trung Quốc rất ngon, chúng ta làm món ăn Trung Quốc nhé. 29, ta ăn sư em. 30, của khuây xia, của khuây xia khăn chữ, của ma ma, dễ khuây xia khăn chữ. Tôi biết viết chữ Hán, mẹ của tôi cũng biết viết chữ Hán. San sứ đã an sư y. San sứ y. Tôi muốn học làm món ăn Trung Quốc. Đã an sư ai. Y. Đã an sư y. Không phải sỉ khoan mà là chua. Sỉ khoan chứ à? Câu 31 là đáp án y. Tôi không thích xem tivi. Tôi không thích xem phim. Đà an sư gì? San sứ sư. Của chúa thêm chia ủ sư tiện trai chia. Trai chia khan thiên sư nơ. 4 giờ chiều hôm qua tôi ở nhà xem tivi. Đà an sư S. San sứ ủ. Của bù. Của bù. Của bù khuây. Của bù khuây. Chỉa khăn chư. Của khấn. Chẳng. Chế. Tôi không biết viết chữ Hán. Tôi rất muốn học. Đã an sư khầy. Đó. Thành ngữ âm rồi. C. Yến chú sổ. Nghe lại một chút. Pronunciation. 第一部分. Part 1. 第一到五题. 听录音, 从听到的三个词语中, 选出声调模式不同的一个. Questions 1 to 5. Listen to the recording. Among the three words and phrases you hear,
Mark the one that has a different tone pattern. 一 A 摩托车 B 研究生 C 研究所二 A 服务生 B 国庆节 C 服务员三 A 不见得 B 不耐烦 C 不要紧四 A 连续剧 B 韩国人 C 明信片五 A 俩学校 B 白颜色 C 篮球场第二部分那还好 Part 2第六到十题听录音画出句中你听到的三音节词语 Question 6 to 10 Listen to the recording and underline the trisyllabic words and phrases in the sentences you hear 六我每天下午在图书馆学习七妈妈昨天买了一条牛仔裤八你好我想换人民币九服务员我要两杯咖啡十他和哥哥都喜欢参观博物馆。好，你画到底没够呢？哎，他没没了。那吧。六，我每天下午在图书馆学习，对。Mỗi ngày. Tôi buổi chiều mỗi ngày thì ở thư viện học bài, học tập. Chi mama chúa then mải lơ y théo nếu trải khu tức là buổi chiều mẹ của tôi mải lơ là qua. Mua. Hôm qua mẹ mua mải lơ y théo mua một chiếc quần bò từ mới chưa học ai chưa thuộc nếu trải khu một chiếc quần bò và sau mình mới chuẩn bị phần này ba là lý khảo úa sẻng khoan Rấn mín pì. Xin chào, tôi muốn cái này cái gì đấy? Đổi nhân dân tệ à? Khoan này. Đổi, đúng rồi. Đổi nhân dân tệ. Tôi muốn đổi nhân dân tệ. Tôi muốn đổi nhân dân tệ. Chiều phú u rán. Duyến, tròn môi phú u duyến. Phú u rán. Ủa gieo lẻng bây. Cà phê. Người phục vụ. Tôi muốn hai cốc cà phê. Bây là cốc. Vâng. Người phục vụ. Sứ. Tha khứa. Cưa cửa. Tâu sĩ khoan. Can. Quan.
Chan quan, không phải can quan mà chan quan. Chan quan, chan quan, búa u quản. Anh ấy và cái gọi là anh ấy và anh trai cũng thích. Đều thích. Đều tham thích. Gia đúng. Đều thích can quan, quan là, chan quan là cái gì thầy nhỉ? Chan quan, tham quan. Tham quan. Tham quan là xem ấy, đi xem. À, tham quan. Búa u quản. Viện bảo tàng. Tham quan viện bảo tàng. Ừ. Trong này phần nào có từ nào mới chúng ta cũng chủ động tập viết mỗi chữ hai dòng nhá. Vâng. Vâng. Tha mãi lơ bu sảo y phu là tha mãi liễu bất thiểu y phục là cô ấy mua không ít quần áo. Sơn sứ là sinh từ là từ mới. Rất hảo. Lan là tha mãi lơ bu sảo y phu, tha mãi liễu bất thiểu y phục, cô ấy mua không ít quần áo. Sơn sứ sinh từ từ mới. Hảo. Thứ 14 课, tha mãi lơ bu sảo y phục, sơn sứ. Anh Khoa. Vâng. Y là tung si là đông tây là đồ đạc thứ của xe ủy và của xe ủ của xe ủ chu trao sư truy tròn môi của xe ủ truy của xe ủ truy trao sư mãi tung si ngã hạo ngọ khứ siêu thị mãi đông tây tôi buổi chiều đi siêu thị mua đồ à, đạt nữa. Tung si là đông tây đồ đạc thứ của xe ủ truy trao sư mãi đông si ngã hạ mãi tung si đông si tung tớ tung si tung si à vâng em nhớ rồi tung si ngã hạ ngọ khứ siêu thị mãi đông tây tôi buổi chiều đi siêu thị mua đồ. Ừ, hảo. Tung si của xe ủ truy trao sư mãi tung si đi trao sư truy trao sư lan nào. Y tiễn nhất điểm nhi một chút nỉ chư tiễn trai ba hấn khảo chư nhĩ ngật nhất điểm nhi thái ba hấn hảo ngật bạn ăn một chút đồ ăn nhé rất ngon. À, anh Khoa. Vâng. Y tiễn tức là nhất điểm nhi một chút nỉ chư y tiễn trai pa khấn khảo chư nhĩ ngật nhất điểm nhi thái ba hấn hảo ngật bạn ăn một chút đồ ăn nhé rất ngon. Từ tiễn cái phồn thể với giản thể cái khác một chút ta lưu ý nhé. Y tiễn công lưỡi y tiễn nhĩ chư tiễn trai và khấn khảo chư đạt nào. Bình quả bình quả quả táo chưa sư chín khẩu bình của giá cửa cao giá cửa cao giá cao cửa sư khẩn khảo chư giá thị tiến khẩu bình quả giá cả sao khả thị hấn hảo ngật đây là táo nhập khẩu giá cả cao nhưng rất ngon. Lan à. Bình của bình quả quả táo chưa sư chín khẩu bình của chín khẩu bình quả chưa sư chín khẩu bình quả giá cửa cao cửa sư khẩn khảo chư giá thị tiền tiến khẩu bình quả giá cả cao khả thị khẩn hảo ngật đây là táo nhập khẩu giá cả cao nhưng rất ngon. Bình quả thì chữ bình viết khác nhá, phồn thể với giản thể viết khác. Chưa sư chín khẩu bình quả giá cửa cao cửa sư khẩn khảo chư. Anh Khoa. Sư là khan chen là khán kiến nhìn thấy của trai chưa của trai chưa lì khan chen của ma ngã tại giá nhi nhĩ khán kiến ngã ma tôi ở đây bạn có nhìn thấy tôi không của khan chen nơ của khan pú chen nơ ngã khán kiến ni ngã khán bất kiến ni tôi nhìn thấy tôi nhìn không thấy. Đạt nè. Khan triển
khán kiến nhìn thấy. Của trai chưa chưa nhị khan triển của ma. Đã tại giả. Khán triển là nhìn thấy. Khán triển. À, ngã tại giá nhi nhĩ khán kiến ngã ma, tôi ở đây bạn có nhìn thấy tôi không? Của khan chiên nơ, ngã khán kiến ni, ngã khán bất kiến ni, tôi nhìn thấy, tôi không nhìn thấy. À, tôi nhìn không thấy. Khán chiên, của chai chơ, nhĩ khán chiên của ma, của khán chiên nơ, của khán bú chiên nơ, bú chiên nhé, chiên thanh bốn, mình đọc là bú chiên. Lan ạ. Xin sông, tiên sinh ngài ông, xin sông, chỉnh chua ba, chính nỉ, hơ trá. Tiên sinh, thỉnh tọa ba, thỉnh nhĩ hát trà. Tiên sinh mời ngồi, mời uống trà. Cái khoa. Vâng. Ủ, xin sông, tiên sinh, ngài ông, xin sông, chỉnh chua ba, chính nỉ, hơ trá. Tiên sinh, thỉnh tọa ba, thỉnh nhĩ hát trà. Tiên sinh xin mời ngồi, mời uống trà. Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào, xin chào. Đạt nữa. Khai mở lái. Khai môn ba, mở cửa. Quan môn ba, đóng cửa. Khai chưa là lái xe. Lan nào. Khai mở lái, khai môn ba mở cửa, quan môn ba đóng cửa. Khai môn ba, quan là đóng. Khoa. Vâng. Chi. Trưa. 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 Đây là chi là số 7. Chi. Chi. Trưa. Trưa. Chưa xa xe khưa lơ chẻo pu lấn khai chưa hát nhiễu tiểu bất năng khai xa uống rượu rồi không được lái xe chưa chư là sa tử là chiếc xe của khuây khai chưa ngã hội khai xa tôi biết lái xe. Đạt nữa. Chưa xa chi nhập chi là số 7 không phải đọc chưa chi chưa xe xa xe hưa lưa chẻo bù nấng khai chưa hát liễu tử bất năng khai xa uống rượu rồi không được lái xe chơ chư chiếc xe sa tử của huy khai chơ ngã hội khai xa tôi biết lái xe. Chưa khơ lơ chiếu, bù nâng khai chơ. Chơ zi, wo hui khai chơ. Lan nè. Chia sư, chưa chư, giá sứ sa tử, điều khiển xe. Chia chưa, giá sa, lái xe, điều khiển xe. Anh Khoa. Vâng. Cha sử chưa chư giá sử sa tử điều khiển xe giá sứ sa tử điều khiển xe là cha chưa là giá sa lái xe điều khiển xe cha sử chưa tử nó tắt là cha chưa nó tắt là giản lược trẻ trung rồi họ đạt rồi hồi lai trở về nỉ hồi lai tơ sứ hâu chào quả y sân chào quả y sân nghĩ hồi lai đích thời hậu khiếu ngã nhất thanh khi bạn về gọi tôi một tiếng đó là hồi lái chứ tức là hồi lái bình thường không cần quay lại đâu hồi lái nỉ hồi lái tơ sứ hâu chào quả y sân lan nào tơ sứ hâu hồi lai hồi lại trở về nỉ hồi lái tơ sứ hâu chào quả y sân nhĩ hồi lai đích thời hậu khiếu ngã nhất thanh khi bạn về gọi tôi một tiếng. Anh Khoan ạ. Vâng. Chiểu phân chung phút tấn của
chữ phân chỉ tấn úa chỉ tấn úa chỉ phân trung à tấn úa chỉ phân trung úa mã sang lái đẳng ngã kỷ phân trung ngã mã thượng lai đợi tôi mấy phút tôi lập tức đến. Đạt ạ. Phân trung phút tấn của tấn chỉ của. Phân trung tấn à tấn của chỉ phân trung tấn úa mã sang lái đẳng ngã kỷ phân trung ngã mã thượng lai đợi tôi mấy phút tôi lập tức đến. Phân trung tấn úa chỉ phân trung úa mã sang lái chữ chỉ phồn thể với giản thể viết khác ta lưu ý nhé, chữ trung cũng như vậy, trung là vừa là giờ vừa là đồng hồ. Lan nào. Khẩu hậu sau chén khẩu 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 hậu sau chén tiền trước sứ phân trung khẩu nị bù lái của truy chậu ba của chiều chậu ba thập phân trung hậu nị bắt lai ngã tự tẩu ba sau 10 phút bạn không đến tôi sẽ đi nhé. Đó, thấy khoan ạ. Vâng sứ khâu hậu sau chén tiền trước sứ phân trung khâu lỉ bu lái của chiêu chẩu ba thập phân trung hậu nhĩ bất lai ngã tịu tẩu ba sau 10 phút bạn không đến tôi sẽ đi nhé. Từ khâu phồn thể với giản thể viết khác nhé, ta lưu ý. Khâu chén sứ phân trung khâu lỉ bu lái của chiêu chẩu ba khâu miền mới lại chén men khâu miền chén men đúng rồi đó. Tiếp theo đạt nào. Trang trương họ trương trang xuyên sơn trương tiên sinh cung 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 tên tráng trường dài Lan trang trương họ trương trang xuyên trang xuyên sơn trương tiên sinh cung 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 tên tráng trường dài thì trong từ trang cái đằng trước là có một cung nó về cung tên nó sau có từ tráng là trường là dài trường anh đi qua đọc tiếp. Vâng qua đây để cho này nó che mất sứ y phu y phục quần áo ý chen y phu nhất kiện y phục một bộ quần áo phú trang tiền phục trang điếm cửa hàng quần áo của mính nén khai ý cưa phú trang ten mải quảng mai ten mai mai quảng châu ỷ phu y phu ngã minh niên khai nhất cá y phục trang điếm mại quảng châu y phục tôi năm tới mở một cửa hàng quần áo bán quần áo Quảng Châu. Thế nào đạt ạ. Y phu y phục quần áo ý chen y phu nhất kiện y phục một bộ quần áo phú trang tiên phục trang điếm cửa hàng quần áo của mính nén khai ý cưa phú trang tiên tiền mải Quảng mải. Châu mải mải Quảng Châu mải là mua mải là mải 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 Quảng Châu y phu ngã minh niên khai nhất cá y phục trang điếm mại Quảng Châu y phục tôi năm tới mở một cửa hàng quần áo bán quần áo Quảng Châu y phục ý chàng y phục phú trang tiền của mình nén khai ý cơ phú trang tiền mại Quảng Châu y phục Lan nào theo lên phiếu lượng đẹp nỉ tơ y phu thua bía beo leng thua bía beo leng nỉ đích y phục đặc biệt phiếu lượng quần áo của bạn đặc biệt đẹp. Rồi, qua. Dạ. Sra beo leng phiếu lượng đẹp nỉ tơ y phu thua bía beo leng nỉ đích y phục đặc biệt phiếu lượng quần áo của bạn đặc biệt đẹp.
漂亮，你的衣服特别漂亮。啊，那呢？啊，这từ ngữ khí biểu thị ngạc nhiên. 少, 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 多, 大, 多. 不, 不少, 不少, 空, 少. 不少人喜欢, 你喜欢, 说, 中, 今, 年. 这种今年模特。这种今年模特。Bất thiểu nhân hỷ hoan giá trùng kim niên mô đặc. Không ít người thích loại mốt này năm nay. Lan nào. À, trợ từ ngữ khí biểu thị ngạc nhiên. Sảo, thiểu, ít, tua, đa, nhiều, bu sảo, biết thiểu, không ít. Bất thiểu. Bất thiểu, không ít. Bu sảo rấn, sỉ khoan. Bu sảo rấn, sỉ khoan. Chưa chúng chín nhắn múa thừa. Bất thiểu nhân hỷ hoan giá trùng kim niên mô đặc. Không ít người thích loại mốt năm nay. Từ múa thừa là cái tắt của từ mô đen đấy, là mốt, là múa thừa. Chưa chúng chín nhắn múa thừa là mốt ngày hôm nay. Mốt năm nay, mốt loại năm nay. Chín nhắn múa thừa là mốt năm nay. A, sảo, tô, bù sảo. Bù sảo rấn xỉ hoan chưa chúng chín nhắn múa thừa. Sảo là ít, bù sảo là không ít là rất là nhiều. Đó, anh Khoa. Số 5. Chưa xe giá đá. Chưa xe giá đá những cái này. La xe đá đá những cái kia. Đi xe nhất đá một vài. Sở thở. Đây, này. Anh đọc sát cái mic vào, mic xa quá nghe không rõ. Đang bất có tàu đi qua thẻ. Có tàu Lào Cai đấy. Dạ. Có cái đoàn tàu nó chạy qua. Sở thở đây này văn viết. Chưa xe. Y phu của trai xin khai tơ phú trang tiên mải tơ. Giá tá y phục ngã tại tân khai đích phục trang điếm mãi đích. Những quần áo này tôi mua ở một cửa hàng quần áo mới mở. Đạt nào. Sử ủ. Chưa xe. Chưa xe. Giá tá như cái này. Ná xe. Ná xe. Ná tá. Vẩy tay nào. Ná xe. Ná xe. Không phải ná thanh ba rồi. Na xia. Ná tá như cái này. Y xia. Nhất tá một vài. Sử thử đây này văn viết. Chưa xia. Y phu của trai xin khai tơ phú trang tiền mai lợ mãi đơ. Giá tá y phục ngã tại tân khai đích phục trang điếm mãi đích. Những quần áo này tôi mua ở một cửa hàng quần áo mới mở. Chưa xia, nà xia, y xia. Nhau từ xia phiên ra có từ sử, nó ít xì ư, sử. Nó mới phải là thử, sử ở đây này. Chưa xia y phủ, của chạy xin khai được phú trang tiện mãi đợ. Những bộ quần áo này tôi mua quần áo thời trang mới mở, xin khai được. Đó, Lan à. Tâu, đô, điều, đều, chữa. Dạ người, của mân tâu sư liếu, xuế sân, ngã môn đô thị, lưu học sinh, chúng tôi đều là lưu học sinh. Đó, Khoa nào. Vâng, sư liếu, tâu, đô, đều, chữa, giả người, của mân tâu sư liếu, xuế sân, ngã môn đô thị, lưu học sinh, chúng tôi đều là lưu học sinh. Chữ tâu là nhất là có từ chửa là giả, nó về người, sau đó có bộ liễu leo, nó về gò ấp đô thị. Của mắn tâu sử liễu xế sông, chúng tôi đều là lưu học sinh. Rồi về nội dung chúng ta học đây là kết thúc, về nhà ta nhớ làm đủ bài tập với thầy nhá. Đạt cứ theo lớp này thì em cứ theo nha, nhớ phải làm đủ bài tập thì chữa bài mới được nha Đạt nhá. Đạt học lâu chưa? Học lâu chưa?